nướng em ơi. Ngoại nữa, họ mời kìa, họ như mình yêu ngoại gì đó. Lạnh, lạnh lên chấm. Đợt nên vặn ấy, vặn thì ghê luôn. Thì gửi qua mỏi tay thì gửi qua người kia. Hả? Có phải à? Rồi ra đi hưởng mô ra nữa. Đây. đợt đi đông lắm, chỗ quanh đây lần làm đủ chỗ để đi thẳng ở đấy hả, đóng cửa hết rồi đó mà chỗ này nghe. Mở cửa sáng trưng luôn, giờ nó cũng vắng. Đèn đụng đó hả? Cái mùi nó giận, cái mùi nó tiếng hả? Đó mùi nó rồi vậy đó. Đang điện cho mình tực ghê đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhà mình đi chiều mà. Yên cả nhà này chị. Nhà mình bao nhiêu người anh? 7. Dạ 7 người có 2 tấm. Có hơi là đẹp. Bên kia 1.5 tấm. Nước em lụi ngon đây anh ơi. Anh ơi chị nước. Anh nước ngon anh ơi. Em chào em trong đời em đi nữa. Thôi. Thôi. Có 8.000 về. Trong rưỡi giấy đi cho thôi. Đi cho thôi. Tao đây đây cũng được thật lớn vậy vậy. Ở đây lên 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 lên. Lên lên. Lên lên. Rồi lên đi ông hỏi. Mưa đang ăn quý cách rồi. 8 rồi. 3. 7 chứ lại. Lên chứ. Em xuống nước đi nha. Đây mà nhà mình xuống. Mưa đang ăn quý cách rồi. Ê, chị ngồi dưới bên nhà. Lo được, lo được, lo được. Đi đưa dưới, đưa dưới. Nhìn có xuống không đấy? Anh chụp. Nếu như chụp hình cho ba với mẹ nhân nọ ba chụp hình cho ba mẹ rồi chụp cả nhà rồi đứa nước thì dày chứ rồi đừng quay nữa quay bẩn rồi.